không thể số hóa được em nhé. Bộ đại diện đấy, cái logo ấy, cái intro của logo thì cũng nằm trong bộ đại diện trước đúng không, nhưng nó vẫn được đẩy lên trên các trang mạng xã hội mà. Đó, thì bộ đại diện nó bao gồm cái gì? Bộ đại diện nó sẽ bao gồm tên thương hiệu, màu thương hiệu, slogan, logo, quy chuẩn hướng dẫn sử dụng. Đấy là bộ đại diện. Thực ra để mà nói bộ đại diện mà cho khách hàng có thể nhìn thấy thì nó chỉ là mấy trên đấy thôi. Đấy. Nhưng mà trong thiết kế mà nói, trong thiết kế mà cô phải nốt cái năm này vào. Bởi vì em phải làm cái này để gửi cho doanh nghiệp nhá. Còn thứ mà doanh nghiệp nhìn thấy sẽ chỉ bằng này thôi. Doanh nghiệp và khách hàng nhìn thấy bằng này thôi. Nhưng mà em mà làm cho doanh nghiệp, em phải làm thêm một cái quy chuẩn hướng dẫn này nữa đi kèm với bộ đại diện nha. Thế nên là bảo bộ đại diện nó bao gồm cái gì thì thực chất nó chỉ bao gồm cái này thôi. Đấy, cái này là cái ông thiết kế bắt buộc phải làm thêm vào. Nhưng mà nếu mà kẻ bảng ra là bộ đại diện bao gồm cái gì thì nó sẽ không bao gồm cái này đâu. Cái này là quy định.